trung tâm. Còn ngay tại những cái tủ lạnh là chúng tôi chỉ là hàng trưng bày, nên quý vị chúng ta sẽ lưu ý thật kỹ khu vực bán hàng cho tất cả quý vị, đó là khu vực quầy ngay tại khu vực giữa trung tâm. Còn những chiếc tủ lạnh là chúng tôi chỉ để trưng bày sản phẩm, ở đó chúng tôi sẽ không có nhân viên để phục vụ với tất cả quý vị.